Xong anh Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng giới thiệu các bác tiếp một chiếc máy lọc không khí. Đây là cái con máy có mã là VC55XK. Một con máy trông dáng vóc thì nhỏ, nhưng mà cái công suất của nó thì gần tương đương với con 70. Đấy, rất là gọn. Các bác có thể để trong những cái căn phòng của nhà mình, những cái phòng nhỏ rất là hợp lý. Con này thì công suất của nó là vào 53W, con 70 thì là 66W. Con này dùng được cho phòng khoảng 40m² đổ lại thôi nhé. Sản xuất năm 2014 này. Series máy 1209434 FVC55XK. Một con máy trong cái phân khúc hàng tầm trung. Nó là cái phân khúc máy cao cấp nhất trong cái cỡ trung. Đầy đủ các chức năng khóa trẻ em này, các cái chức năng dọn phòng, rồi eco, cảm biến ánh sáng đầy đủ hết. Đặc biệt con này có thêm cái đèn báo phát hiện bụi mịn 2.5 PM. Công nghệ eco báo phần trăm độ ẩm. Màng HEPA thì thay mới rồi các bác nhé. Màng than hoạt tính rất là dày này. Màng than hoạt tính này thì mình dùng, mình có thể rửa đi, mình phơi khô rồi mình lại dùng tiếp. Một con máy nói chung là rất là hoàn hảo trong cái phân khúc vừa tiền. Giá thành hợp lý. Đấy, rất là hợp lý nhé. Bình nước bù ẩm, màng tạo ẩm này, theo máy còn rất là đẹp. Con này em bán là 2.4 triệu, bảo hành cho các bác 1 năm. Sẽ test tính năng bụi mịn 2.5 nhé. Chất lượng không khí hôm nay là ngưỡng xanh 45. Khi các bác lọc không khí rồi thì cho trong phòng, thì các bác có thể là mang cái mua cái máy đo chất lượng không khí này trong phòng. Đấy, các bác thấy khi máy phát hiện bụi mịn 2.5 ở đây này, nhưng mà qua đây thì cái lượng bụi mịn 2.5 này gần như là không còn đấy, còn 0.05 thôi, rất là tốt. Con này thì bên em đấu biến áp điện 220V này, cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. Giá 2.4 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển. Các bạn nào lấy thì các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.